Bài hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em đấu mạch của hệ thống nạp. Thứ nhất, nói về nội dung của bài học thì gồm có: thứ nhất là hướng dẫn xác định chân của máy phát điện, thứ hai là hướng dẫn xác định chân của bóng báo nạp trên bảng tăm nô, thứ ba là hướng dẫn đấu mạch, và thứ tư là thao tác mẫu. Thì vào cái nội dung thứ nhất là thầy sẽ hướng dẫn xác định chân của máy phát điện. Thì để xác định xác định được chân ở trên máy phát điện thì cái thứ nhất, thầy sẽ có một cái sơ đồ chân của máy phát điện như sau. Thì mời các em quan sát. Đây chính là sơ đồ chân dắp, đây gọi là vị trí chân dắp của máy phát điện. Đây, cả cái chỗ này nhé. Thì cái thứ nhất là gồm có một chân dắp nguồn. Dắp nguồn đây. Thì trên cái chân dắp này thì có thể là có ba chân. Có ba chân. Nghĩa là một số máy phát sẽ có 3 chân, còn một số máy phát sẽ có 2 chân, còn một số máy phát có thể có 4 chân, tùy vào mỗi một loại máy phát. Thì ở đây thầy nói luôn là loại 3 chân thì nó thường có một là chân S2G3L. Còn cái loại 2 chân thì có một số máy phát chỉ có 2 chân, đó là chân IG và L hoặc S và L, thì tùy vào máy phát. Còn đối với loại máy phát mà có 4 chân thì nó sẽ gồm có chân S, I, G, L và chân M. Cái chân M chính là chân được nối với hộp ESU để trong quá trình cho hộp ESU nhận biết được và xử lý trong tình trạng quá trình ổn áp của máy phát. Thì ở đây thầy nói về cái loại 3 chân. Thì cái thứ nhất là gồm có chân S. Đây, cái này, chân S là chân này. Thì đối với chân S này, nó được gọi là chân cảm biến, nhằm mục đích dùng để so sánh cái giá trị điện áp của máy phát và giá trị điện áp của bình ắc quy. Thế thì tại sao? Tại vì cái thứ nhất là khi các em bật ổ khóa ở lớp on mà máy phát này không hoạt động, nghĩa là không quay, đồng nghĩa với từ là không phát ra điện. Thì lúc này cái chân S này chỉ có nhận được cái tín hiệu điện áp của bình ắc quy, nhận được cái tín hiệu điện áp của bình ắc quy để gửi về IC, nghĩa là con IC ở bên trong này kìa. Do vậy cái chân này là chân IC nha. Còn khi máy phát hoạt động, thì cái chân cực B của máy phát này sẽ phát ra điện có cái giá trị là lớn hơn 13V hoặc lớn hơn bằng 13V nha. Thì lúc này mà máy phát sẽ nhận biết được cái giá trị điện áp phát ra thì lại gửi về IC để IC biết được trong quá trình làm việc của máy phát. Sau khi IC biết được rồi sẽ điều khiển cho transistor theo sơ đồ mạch ý, là sẽ ngắt báo nạp để cảnh báo cho tài xế biết là hệ thống nạp đang làm việc. Thì đấy là các em lưu ý là chân S, người ta gọi là chân cảm biến, dùng để so sánh giá trị điện áp của bình ắc quy và máy phát phát điện. Thầy cũng giải thích thêm một chút là ví dụ như là trong quá trình máy phát mà không hoạt động, như là động cơ đang nổ máy phát không hoạt động, thì lúc này là chân S cũng là nhận cái tín hiệu từ bình ắc quy nhé, nhận tín hiệu từ bình ắc quy sẽ điều khiển sẽ gửi về IC, và IC nhận biết được sẽ điều khiển trong quá trình cho đèn báo nạp nổ sáng để cảnh báo cho tài xế biết tình trạng là hệ thống nạp có thể đang không làm việc. Thì đấy là cái mà các em hiểu về chân S. Cái thứ hai, chân IG là cái chân ở giữa này các em. Thì đối với chân IG là cái chân dương của IC, và chân dương này sẽ được nhận nguồn từ đâu? Từ ổ khóa khi ta bật đắc on. Do vậy chân dương này sẽ được nối với cả chân IG của ổ khóa. Chân dương nối IG ổ khóa là chân cấp điện cho IC để IC điều khiển một số chi tiết làm việc ở bên trong IC. Ví dụ như TR1, TR2, mà TR1 là điều khiển kích từ, TR2 là điều khiển báo lạc. Thì đấy là trong quá trình, nghĩa là chân IG ở trên máy phát nhé. Do vậy khi thực hiện, các em nhớ là trước khi xác định là ta phải thực hiện được cái tìm được cái chân này và đấu với cả chân IG của ổ khóa nhé. Do vậy khi bật ổ khóa thì chân này sẽ có điện dương. Và cái chân tiếp đó là chân N. Nó được gọi là chân lối âm cho bóng báo nạp. Lối âm cho bóng báo nạp. Khi nào? Khi các em bật ổ khóa ở lớp on, ví dụ máy phát không hoạt động, thì chân S này chỉ nhận được tín hiệu điện áp của bình. Do vậy IC sẽ điều khiển cho chân 2 mở để nguồn điện dương chạy qua từ ổ khóa, chạy qua bóng đi ra mát. Do vậy đèn báo nạp sẽ lồng sáng.
nên người ta gọi là chân lớn. Còn ngoài ra số người gọi là chân cảnh báo cho tình trạng hệ thống nạp, chân cảnh báo cho tình trạng hệ thống nạp thì như vừa nãy thầy giải thích ở trên, ví dụ trên này thôi, nó là một yếu tố. Và cái thứ hai nữa là chân N này sẽ được nối với chân N của nối với chân bóng báo nạp trên bảng tablo, nối chân chân bóng báo trên bảng tablo nhé. Còn chân cuối cùng đó là chân B, người ta gọi là chân điện dương, và chân này sẽ được nối trực tiếp với dương ắc quy nhằm mục đích để cấp điện cho ắc quy, hay còn gọi là nạp trả lại bình ắc quy một lượng điện. Ngoài ra nó còn dùng để cấp điện cho chân của cầu trì tổng để cung cấp điện cho các thiết bị điện trên xe làm việc, thì đấy người ta gọi là chân B, hay gọi là chân cực phát của máy phát khi hoạt động là phát ra điện. Còn bình thường thì tôi luôn luôn nối với dương ắc quy, do vậy chân này luôn có điện dương. Thế để các em nắm được cái đường đi nước bước của các chân theo cái quy ước này thì ta sang cái phần B nhỏ, là thầy sẽ giới thiệu về ký hiệu và quy ước chân, nghĩa là cái đường đi nước bước của cái chân này. Thì cái thứ nhất nói về chân B thì đây là cái sơ đồ mạch nhé. Trước tiên là nói về đây là cái sơ đồ mạch hệ thống nạp. Thì trên sơ đồ mạch hệ thống nạp này thì các em nhìn cả cái khung đây màu trắng này nhé, xung quanh có viền nét đứt màu đen này, thì người ta gọi là tiết chế IC. Còn ngoài ra còn gọi là bộ điều áp IC. Cái bộ này nghĩa là dùng để ổn, một là dùng để kích từ rô to này, hai là để điều khiển trong quá trình cảnh báo cho hệ thống nạp có vấn đề này. Đấy. Ba là ổn áp giá trị điện áp phát ra của máy phát. Ổn áp là anh này này, ổn áp cho anh này phát ra nhé. Đây từ đây. Thì người ta gọi là bộ ổn áp. Thì trên bộ ổn áp này thì các em nhìn nó có ba, có các chân ở chân vế này thì ở bên trong thì thầy cũng không nói, thầy nói ở cái phần lý thuyết rồi nhé. Thầy nói ở trên này, mà ở đây thầy nói hết rồi nhưng ở đây thầy sẽ nói lại cho các em rõ ràng hơn, bởi vì khi học rồi thì đang thực hành thì nói lại cho nhớ nhé. Thì cái thứ nhất là chân B, các em nhìn đây, chân B là chân cực phát, do vậy các em nhìn nó được nối với dương của ắc quy đây, nối trực tiếp dương ắc quy. Khi máy phát ra điện thì các em nhìn cái mũi tên đây, nó phát ra điện nha, nói về nguyên lý hoạt động đấy, nó phát ra điện đây thì nó sẽ nạp vào cái bình ắc quy một lượng điện, đồng thời nó cấp cho tải. Cấp cho tải nghĩa là cấp cho các thiết bị điện trên xe làm việc, thì đúng cái quy ước của thầy nói chưa, chân B là chân cực dương hay gọi là chân cực phát của máy phát, và chân này được nối với dương ắc quy và nối với cả hộp trên cầu trì đưa ra tải. Cái thứ hai chân IG, các em nhìn nhé, chân IG đây cũng là chân điện dương và được nối với chân IG của ổ khóa, thì đây chính là cái khóa điện. Chân còn lại của ổ khóa điện này sẽ được liên kết với cả bình ắc quy. Đấy. Do vậy khi bật ổ khóa ở lớp on thì nguồn điện dương từ ắc quy chạy qua công tắc, nghĩa là chạy qua cặp tiếp điểm này, cấp cho chân IG đấy, vào IC đây kia. Chân thứ hai là chân S, chân thứ ba đây là chân S. Thì chân S là chân cảm biến, dùng để so sánh giá trị điện áp của bình này và đồng nghĩa với giá trị điện áp của máy phát ra đây kia. Máy phát ra là chân S. Chân. Đấy. Do vậy chân S này sẽ được liên kết với cực dương của ắc quy. Cực dương ắc quy. Thì có một số máy phát thì chân S này sẽ chân hệ thống nạp của một số xe thì sẽ được nối với cả chân cầu trì tổng 100A. Tổng 100A nhé. Còn chân cuối cùng đó là chân N. Chân N chính là chân dùng để nối âm cho bóng báo nạp, do vậy chân N các em nhìn được nối với một chân bóng báo nạp trên bảng tablo, đây chính là bóng báo nạp. Thì cái bóng báo nạp này thì ở trên hình này người ta vẽ chỉ là một sợi đốt và có viền màu vàng màu sáng này, nhưng ở trên bảng tablo nó có hình cái ắc quy, hình cái bình ắc quy nha các em. Đấy. Thì các em nhớ cho thầy. Do vậy chân N này dùng để nối nguồn âm cho cái bóng báo nạp, thì cái chân bóng báo nạp còn lại sẽ được nối với dương của ắc quy qua công tắc và được nối với chân IG của ổ khóa đây. Nghĩa là khi bật ổ khóa lớp on thì nguồn điện dương cấp cho bóng này đi đến chân N. Cái chân N này nối mát được thì phải thông qua con chăn to 2 đây. Đấy, thông qua chăn to 2. Khi nào khi IC điều khiển cho chăn này mở thì dòng điện sẽ chạy ra mát. Chân E này kìa. Thì đấy là thầy giới thiệu về quy ước của đường đi nước bước của các chân. Do vậy để xác định được các cái chân này, để xác định cái chân này, thì các em lưu ý là khi ở trên hình nhé,
Trên cái hình mạch, sơ đồ mạch này, thì sẽ biểu thị rõ ràng các vị trí chân như thế này nhé các em. Thế còn ở trên máy phát thì các em nhìn luôn cho thầy. Ví dụ ở đây đấy nhá, thì lại không biểu thị vị trí chân luôn. Thế làm nào để ta xác định được các vị trí chân này? Thì ta sang cái phần 2 nhỏ. Đó là, à quên xin lỗi, là phần C nhỏ, là thầy sẽ hướng dẫn xác định chân của máy phát. Chính là xác định chân của giắc cắm tiết chế IC đây. Thế để xác định ở đây thì ta có thể sử dụng các cách sau. Thì thầy sẽ hướng dẫn cách thứ nhất, đó là dựa vào sơ đồ vị trí chân trên IC. Thì mời các em quan sát đây. Đây chính là sơ đồ vị trí chân. Thế thì cái sơ đồ vị trí chân này, chân giắc mình nhé các em. Để các em biết được cái vị trí chân sơ đồ này, để hoặc là các em có cái sơ đồ này, thì các em sẽ lấy ở đâu? Một là các em có thể search trên mạng vị trí chân. Đấy, search trên anh Google đấy. Hai là để em có cái sơ đồ này được, thì là các em ở trên cái tem dán máy phát ấy, ở trên ở cái có một cái tem dán trên cái máy phát sẽ có một cái sơ đồ vị trí chân này. Ta sẽ dựa vào cái sơ đồ này để tìm ra các chân này nhá. Đấy thì đấy là các em lưu ý cho thầy. Còn cái thứ ba là có thể làm theo kinh nghiệm. Kinh nghiệm thì các thầy sẽ sang cái phần cách thứ hai. Thế thì phải giải thích làm thế nào để các em xác định được đâu là S, I, G, L. Mà nhìn vào đây thì các em nhìn cho thầy ở đây là cái sơ đồ vị trí chân đây. Và trên cái sơ đồ vị trí chân này thì các em nhìn cho thầy hai cái G cao lên đây. Hai G cao chính là hai cái rãnh khóa hay G khóa của liên kết với giắc, liên kết với cái giắc cắm nguồn này. Ví dụ đây cái giắc cắm nguồn nhé, thì liên kết vào thẳng vào đây các em. Đấy, liên kết thẳng vào đây đấy. Được chưa? Thì nó đang biểu thị cho các em này. Ví dụ khi các em để cái giắc của tiết chế đây, cái chân giắc của tiết chế nhé, chỉ thẳng vào mặt mình, hoặc là mình mắt mình nhìn thẳng vào, mắt mình nhìn thẳng vào nhé, mà các em để cho các cái G này lên phía trên, thì dựa theo cái sơ đồ này các em, thì chân bên trái của các em chính là chân N, à xin lỗi chân S, chân giữa là IG và chân bên phải là chân N. Thì nhìn bên này thì em đây chân S này, IG này, L này, thì các em B cả hai cái nó đang đều hai cái cựa này đều quay lên trên nhé. Thì đấy là cách phân biệt theo sơ đồ vị trí. Do vậy các em nên nhớ là mình nhìn vào sơ đồ này, nhưng mà mình phải nhìn một cái đặc thù khác nhau, khác và giống như thế nào giữa cái vị trí này với cái vị trí này để ta phân biệt được. Còn ở đây nếu em quay cái vị trí hai cái G này xuống dưới thì em lại phải quay nói ngược lại, là bên trái là N và bên phải là S, giữa là IG. Bây giờ có một số người, người ta cứ cầm cái này người ta quay xuống dưới, xong người ta bảo là dựa theo cái sơ đồ người ta bảo bên này là gì, là L thì rất nguy hiểm nha em. Bên này là N là rất nguy hiểm. À xin lỗi, là S là rất nguy hiểm nhé. Đấy. Bởi vì tại sao, nếu các em đấu nhầm chân S, I, G, L, hoặc nói luôn là em đấu nhầm cái chân dương, nguồn dương của ắc quy thẳng vào chân L này, thì bảo đảm tiết chế này sẽ hỏng. Thì đấy là cái các em nhớ cho thầy. Còn cái chân S với chân IG nó là hai chân điện dương rồi, thì yên tâm, các em đấu nhầm hai chân này thì gần như là gọi là không ảnh hưởng gì. Nó không bị làm hỏng cái tiết chế này. Chỉ có trừ khi em đấu nhầm cái chân N này thôi. Mà là cấp điện dương thẳng vào đây thì yên tâm là tiết chế này em phải đi mua mới luôn. Nên tại sao nó phải sinh ra cái từ xác định chân. Còn nếu ở trên xe thì đương nhiên, tại sao mà ở trên xe người ta không cần? Đó là gì? Không cần, nhưng ở đây với điều kiện là em phải giữ nguyên bản chất cái giắc của nó. Thì nghĩa là cái giắc liên kết với cái chân của tiết chế này, em cắm vào nó đúng thì nó không, nó luôn luôn đúng, nó không bao giờ sai được. Đấy, bởi vì tại sao, ở dưới trơn này, trên có G, mà em quay cái giắc cắm đi cái em không thể cắm vào được, em cắm đúng thì nó mới vào được, nên không bao giờ sai vị trí chân được. Nhưng ở đây thầy lại nói một chút là nếu giả sử trong cái trường hợp mà vô tình em cắt mà em vứt cái giắc đấy đi mất rồi, thì làm nào để em xác định được các chân này? Thì đấy nó mới là cái cần nhá. Nên ở đây mình phải dùng cái này đấy, được chưa? Đấy. Chứ không thì dạy cái xác định chân làm gì cho lãng phí, đúng không? Thì thầy sẽ sang cách thứ hai. Cách thứ hai là ta có thể sử dụng đèn thử nhá, kết hợp với bình ắc quy để xác định chân như sau. Đây, để xác định cái này đấy. Thế nếu ta dùng đèn thử ở đây thì cái thứ nhất là các em sẽ cấp âm vào vỏ
máy phát cho thầy. Nghĩa là cấp âm của ắc quy vào vỏ máy phát này. Cái thứ hai là các em sẽ lấy một chân bóng, cái một chân với bóng đèn ấy, em sẽ liên kết với một trong ba cái chân này bất kể. Chỉ được liên kết với một trong ba chân này bất kể. Chân còn lại của bóng sẽ được nối với dương của ắc quy. Chân còn lại của bóng sẽ được nối với dương ắc quy. Thì cái chân bóng đấy, xin lỗi, cái bóng đấy nó thay cho cái bóng báo lạc của các em ấy. Yeah. Sau đó các em sẽ lấy một chân điện dương của ắc quy quét qua hai chân còn lại. Ví dụ ở đây em cho chân N nhá, à chân bóng nhá. Yeah, chân bóng vào đây nhá. Thì cái chân dương của ắc quy các em chỉ thực hiện là gì? Quét qua hai cái chân còn lại nhá. Đấy. Và lúc này các em sẽ quan sát bóng đèn. Khi em ví dụ em quét qua cái chân thứ nhất thì em phải trước khi quét em phải nhìn bóng đèn, vừa quét vừa nhìn bóng đèn nhá. Yeah. Đấy. Thế thì nếu mà bóng đèn sáng, quét qua bóng nhìn bóng đèn, nếu bóng đèn sáng thì cái chân mà nối với cả bóng đèn chính là chân N. Còn chân nối với dương ắc quy, nghĩa là quét với dương ắc quy chính là chân IG, còn lại là S. Thế thì tại sao thì các em nhìn vào cái sơ đồ mạch là rõ nhất để cái sơ đồ mạch này. Chân IG là chân cấp nguồn cho IC để điều khiển TR1 và TR2 này hoạt động mà các em. Còn chân N này nối với bóng bao lạp, thì bóng bao lạp một chân nối với dương rồi đúng không? Thì có phải là khi em kích điện vào chân IG thì IC sẽ nhận được tín hiệu cái điều khiển con TR2 này mở, thì có phải là cái bóng bao lạp điện dương chạy qua bóng bao lạp đến chân N này thì đèn sáng chưa? Thì có phải chân nào mà nối với bóng chính là chân N chưa? Đấy. Còn chân nào nối với dương ắc quy chính là chân IG chưa? Còn lại là chân S. Đấy là cái em nhớ cho thầy. Đấy. Còn nếu khi cái em đưa cái chân thứ nhất này vào mà đèn của thầy không sáng, nhá, cái đèn báo của thầy không sáng, thì các em lại loại trừ cái chân này ra, không cắm đèn nữa, mà em sẽ cắm rằng một trong hai chân còn lại và cũng thực hiện như các bước vừa nãy cho đến khi nào bóng đèn của thầy sáng thì ok. Nghĩa là đến khi nào bóng đèn sáng, cái chân nào lối bóng là chân N, chân nào lối lối dương ắc quy chính là IG, còn lại là S. Đấy là các em làm. Thì đương nhiên là ở trong quá trình làm thì may hơn khôn rồi, chẳng may em vào đúng cái chân N thì lại tuyệt vời quá. Còn nếu khi em đảo ba chân này nối bóng và lối dương ắc quy đều không thấy bóng sáng thì ta kết luận luôn là tiết chế này hỏng. Tiết chế này hỏng nhá. Đấy, IC này hỏng này. Của IC này hỏng. Đấy. Thì do vậy cái cách xác định chân này cũng chính là cái cách để các em có thể là kiểm tra tình trạng của tiết chế có tốt hay không. Đấy. Thì đây thầy nói luôn này, các em nhìn đây. Ví dụ trong quá trình mà giả sử như có nguồn dương có kích vào đây rồi nhưng IC không điều khiển được chân này mở là một. Cái thứ hai này, trong quá trình IC có điều khiển để chân này mở nhưng mà chân này bị hỏng, nghĩa là bị thủng đấy. Em học về điện tử em biết, nó thủng rồi thì có dẫn nguồn dương chạy qua bóng đi ra âm được không? Không dẫn được, nên trong quá trình bóng cũng không sáng, thì ta vẫn kết luận là IC này hỏng. Hỏng một chân này vẫn là hỏng. Chưa? Thì đấy là cái em nên nhớ, nên tại sao cái phương pháp xác định chân cũng chính là phương pháp dùng để kiểm tra tình trạng của tiết chế luôn. Đấy. Thì đấy là thầy đã hướng dẫn kèm hai cái cách xác định chân của tiết chế. Thế thì sau khi xác định chân rồi thì các em nhớ cho thầy đó là gì? Em xác định được rồi thì em phải đánh dấu cho thầy, đánh dấu thầy. Hoặc em có thể nhìn theo trên cái sơ đồ như này. Ví dụ ở đây có cái rắc của thầy này. Đấy. Sau khi thầy xác định được thì cái chân này của thầy được gọi là chân L này, chân giữa của thầy là IG. Thì em biết ngay túi giữa là IG, bên phải là L, bên trái là gì? Là S, với điều kiện cái rắc, cái G rắc của thầy phải quay lên trên. Nó phải có điều kiện đấy nhá. Chứ bây giờ các em không có điều kiện thì bây giờ cứ bảo là gì? Bên phải là L, bên trái là S, giữa là IG. Thì em chỉ có đúng một phần thôi, đúng mỗi cái anh IG. Bây giờ thầy quay cái chi tiết này xuống dưới, em cũng làm cái luật gọi là bên phải là L và bên trái là S, thì lúc này có sai chưa? Sai hoàn toàn. Được chưa? Thì đấy là cái em nhớ cho thầy nhá. Đấy. Thì sang cái phần thứ hai là thầy sẽ hướng dẫn xác định chân của bóng báo trên bảng tablo. Thì mời các em quan sát đây này. Đây là chính cái bóng đèn báo trên bảng tablo. Thì trên bóng báo này nó cũng có hai chân. Có hai chân thôi. Được chưa? Thế thì có hai chân ở đây thì nó là một cái bóng sợi đốt, do vậy các em xác định nó cũng rất dễ. Ở đây thì để xác định được chân bóng báo này thì cái thứ nhất là các em sử dụng đồng hồ đo thông mạch.
Đấy. Thứ hai nữa là em bật đồng hồ để thực hiện được thì em sẽ bật đồng hồ về lớp X1 hoặc X10. Sau đó các em tháo cái bóng này ra. Tháo cái bóng ra khỏi cái rắc liên kết ấy, trên bảng tablo. Sau đó để em lấy một đầu của đồng hồ liên kết với cả một trong hai cái chân bóng này lần lượt vào một trong hai cái chân bóng nhé. Chân liên kết của bóng này, này trên dây dẫn này. Chân còn lại thì các em sẽ liên kết vào các cái rắc nguồn. Rắc nguồn nghĩa là cấp cho bóng này các em nhìn nhé. Một là rắc nguồn dương cấp vào này. Một là cái rắc nguồn đi xuống chân N. Đấy. Thì ở đây các em đương nhiên là không biết, nhìn trên sơ đồ thì nó thấy như này rồi. Nhưng ở trên bảng tâm lô em không thể, ví dụ như là bảo nhìn trên cái rắc đấy thì em không thể nhìn được. Do vậy bắt buộc em phải đo, hoặc là nó có hai cách đấy. Một là đo, hai là quan sát. Thế thì khi đo ở đây thì ví dụ em đo cái chân thứ nhất này. Sau đó là em tìm được chân này rồi. Cứ đo mà đồng hồ lên thì chính đó là chân của bóng báo. Cứ đo cái chân cho tiếp xúc bóng với chân ở rắc cắm nguồn, cắm dây dẫn ấy, thì em biết ngay đấy là chân của bóng báo. Còn cách thứ hai, cách thứ hai nhá, là các em có thể quan sát. Quan sát nghĩa là em vẫn tháo cái chân bóng này ra, sau đó em tháo cái bóng ra, em nhìn cái chân nó tiếp xúc bóng ấy, sau đó em lần theo mạch. Bởi vì ở trên bảng tablo đấy thì nó có một cái vỉ mạch, nó được chán bằng một cái lá đồng mỏng, nó có màu xanh đen, nghĩa là nó có những cái đường gân, ví dụ y như thế này này, đường gân nó chạy này, thì em cứ lần theo, lần cái chân đấy chạy làm sao mà ra đến vị trí chân rắc thì em biết ngay đấy là chân của bóng báo tablo. Được chưa? Thì đấy là cũng là cách, là bằng cách gọi là quan sát. Đấy. Sau khi các em quan sát biết được cái vị trí rồi thì các em sẽ đánh dấu ở các vị trí chân đấy lại cho thầy. Để làm gì? Để tí nữa ta biết được, ta đấu cho nó dễ. Đấy, không tí nữa lại làm sao không đánh dấu thì tí nữa ta ắc sẽ quên đi cái là ta lại phải xác định lại, nó sẽ mất thời gian. Đấy. Sau khi xác định được các chân của bóng báo đền báo lạp rồi thì ta sẽ tiến hành thực hiện là xin lỗi là chân của bóng báo lạp này, chân của máy phát này, thì ta sẽ tiến hành là đấu mạch. Yeah, ta sẽ thực hiện đấu mạch. Yeah. Đấy. Thế thì để thực hiện đấu mạch ở đống nạp ở đây thì các em sẽ có thể dựa vào sơ đồ mạch cơ. Dựa vào sơ đồ mạch. Thì ở đây các em nhìn nhá, cái sơ đồ này là sơ đồ ở bên trong rồi. Thì thầy cũng không nói làm gì. Thầy chỉ nói cái sơ đồ bên ngoài này thôi. Sau khi em xác định được chân B của máy phát thì các em sẽ đấu với chân dương của ắc quy. Đấy. Và đấu với chân phụ tải. Được chưa? Hay gọi phụ tải, hay là em đấu thẳng vào chân cầu chì tổng ở trên hộp rồi này cầu chì. Thứ hai, chân IG thì em phải đấu với chân IG của ổ khóa. Chân S thì em phải đấu với dương của ắc quy hoặc qua một cái cầu chì tổng 100A. Và chân N thì em sẽ đấu với chân bóng báo lạp. Và còn lại chân bóng báo lạp thì các em thực hiện đấu với chân IG của ổ khóa. Thì đấy là ta thực hiện hoàn thiện được mạch. Nhưng ở đây thầy lưu ý một chút là trên một số cái mạch bảng tắp lô ở trên này, trên nghĩa là chân điện dương chạy vào đây, nghĩa là trên cái mạch này có của bóng báo lạp này, có thể bố trí một con diốt, một con diốt đấy có thể bố trí trước này, hai là bố trí ở đằng sau, nghĩa là bố trí ở vị trí liên kết giữa bóng với chân N, hai là bố trí ở giữa y ổ khóa với bóng. Yeah. Thì còn cách đo diốt thì các em thừa biết rồi nha. Yeah. Em học cái điện tử cơ bản rất chỉ là rõ rồi này. Đấy, thì đấy là thầy đã hướng dẫn các em là cách xác định chân này của máy phát này, cũng là chính là xác định chân của tiết chế IC, hai là xác định chân bóng báo, và ba là hướng dẫn các em đấu mạch. Thì để các em nắm được tốt hơn thì sau đây thầy sẽ hướng dẫn trực tiếp cho các em ở trên mô hình. Đấy. Mời các em ra ngoài. Và hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em xác định chân và đấu mạch trên mô hình điện ô tô của hệ thống nạp. Thế thì để xác định chân ở đây thì các em nhìn quan sát cho thầy là đây là chính là cái máy phát điện. Trên máy phát điện này thì có một cái rắc nguồn, có một cái rắc nguồn đây. Thì cái rắc nguồn này dùng để nhận nguồn từ ổ khóa, để nhận từ nguồn từ ổ khóa để điều khiển trong quá trình máy phát làm việc, là cấp nguồn cho ví dụ như IC này, điều khiển trong quá trình bóng báo lạp làm việc, kích từ cho rotor, thì đấy chính là cái rắc nhé.
Còn ở trên này nó chính là cái cực phát của máy phát, nghĩa là khi phát ra điện, do vậy cái cực này sẽ được nối với cả dương ắc quy hoặc chân cầu chì tổng cha ma. Thì đấy là đối với nó. Thì ở đây thì xác định chân, ở đây thì thầy sẽ hướng dẫn các em xác định đối với chân của máy phát này, chân này nhé, hai chân này. Thì tùy vào máy phát thì có một số máy phát có 3 chân, 4 chân, nhưng ở trên cái máy phát này thì lại có 2 chân nhé, có 2 chân này anh. Thì hai chân này sẽ có một chân IG, một chân N. Chân IG chính là chân dùng để cấp nguồn, lấy nhận nguồn từ ổ khóa khi bật nấc on, còn chân N sẽ là chân báo lạc. Thế do vậy để xác định được đâu là chân IG và chân N thì các em có thể sử dụng, một là dựa theo hình dạng, đây dựa theo hình dạng nhé. Hai là các em sử dụng một bóng thử để kiểm tra, để xác định tìm ra chân IG và chân N. Thì ở đây thầy sẽ hướng dẫn các em cách xác định chân bằng bóng thử. Xác định chân bằng bóng thử. Bằng cái bóng thử đây nhé. Thế để xác định được chân bóng thử thì cái thứ nhất là thầy sẽ lấy một đầu bóng thử liên kết với một trong hai chân này. Liên kết một trong hai chân này. Đầu còn lại thầy sẽ liên kết với dương của ắc quy. Và cái thứ hai nữa là thầy sẽ lấy một điện nguồn điện dương xung vào một chân còn lại ở trên đây và quan sát cái bóng thử. Nếu đèn sáng thì cái chân nối với cả bóng chính là chân L, còn chân nối với dương ắc quy chính là chân IG. Đây thầy sẽ thực hiện cho các em. Thì ở đây thầy sẽ sử dụng một cái rắc đây nhé. Cái rắc đây. Cái thứ nhất thầy sẽ liên kết cái rắc ở trên này. Và cái rắc này thầy có thể liên kết với dương của ắc quy luôn. Thì ở đây thầy đã xung dương trực tiếp vào cái chân cực phát này rồi nhé, nối với dương ắc quy rồi. Thì lúc này thầy sẽ xung thẳng vào đây luôn. Thầy chỉ vận nối con ốc ra, đưa dây vào. Cái thứ hai, chân của bóng báo cũng được, chân đèn thử cũng được nối với dương ắc quy. Thì thầy cũng liên kết luôn nhé. Đây, cũng liên kết trực tiếp luôn nhé. Cái thứ ba nữa là âm của máy phát thì thầy đã đưa trực tiếp vào trong vỏ rồi, liên kết trực tiếp với vỏ đây rồi nhé. Đấy. Thì để chứng minh cho các em thấy luôn đây, ở đây có âm rồi đây. Đấy, đèn nó sáng nhé, thấy chưa? Đấy. Thì ở đây là một chân điện bóng của thầy được nối với dương này. Đấy. Còn một chân dương sẽ được đưa liên kết với cả một trong hai chân của máy phát. Và chân còn lại của bóng này thì thầy sẽ dí vào chân còn lại đây. Và quan sát bóng đèn. Các em nhìn quan sát bóng đèn nhé. Nếu bóng của thầy sáng thì chính tỏ chân này là chân N đây các em này. Chân liên kết với chân bóng chính là chân N nhé. Còn chân liên kết với dương ắc quy đây thì chính là chân IG. Đấy, thì đấy là ta xác định được. Còn nếu mà khi các em xác định như ví dụ nó không sáng như này nhé. Giả sử ở đây nó không sáng này. Đấy, thì các em sẽ có thực hiện đảo lại chân. Cho đến khi nào bóng sáng thì ok. Đấy, còn nếu mà đảo hết chân rồi mà bóng vẫn không sáng thì chính tỏ là tiết chế này hỏng. Đấy, thì đây chính là thầy đã xác định được chân cho các em thấy đây. Đây là chân N này, chân trên là chân IG. Đấy. Thì sau đây thầy sẽ hướng thực hiện đấu mạch cho các em. Cái thứ hai ở đây thầy đã có hai cái chân này nhé. Để thực hiện liên kết với cả cái rắc, như là hai chân này gọi là hai chân rắc này. Để thầy cắm màu trong cái rắc của máy phát này. Và thầy này bắt chặt cái cực phát lại nhé. Thì chân IG thầy sẽ liên kết với cái chân màu đen đây các em. Đấy. Còn chân N thì thầy liên kết vào màu xanh nhé. Thầy sẽ cắm vào đây. Và hai chân này thầy sẽ đưa lên một cái rắc cầu lối ở trên mô hình. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em xác định chân ở trên bảng tablo, nghĩa là xác định chân bóng báo trên bảng tablo nhé. Thế để xác định được chân bóng báo trên bảng tablo thì cái đầu tiên là các em phải đi tìm bóng báo lạp trên bảng tablo này. Thì cái bóng báo lạp trên bảng tablo này sẽ có cái hình ắc quy. Thì để thực hiện được thì cái thứ nhất là các em sẽ tháo cho thầy các cái bóng này ra, tháo từng bóng một ra. Và cái thứ hai là các em sẽ thực hiện là soi một ánh đèn ở bên phía trước kia, soi một ánh đèn phía trước. Sau đó ta tháo các bóng này ra thì ta sẽ nhìn được cái biểu tượng. Đó, yeah. Thì cái thứ nhất đây thầy tháo ra. Khi tháo đây thì em thực hiện là xoay nhé. Xoay nó đi đây. Bóng này không phải nhé, không phải cái thì thầy lại lắp lại trả họ luôn.
bóng thứ hai, đây bóng chính của nó đây. Khi soi vào thì khi soi ánh đèn bên kia thì nó sẽ hình cái ác quy ở trong này, sẽ hình cái ác quy đây, các em nhìn cho thầy nhé. Đấy, hình cái ác quy đấy. Đấy, thì đây chính là bóng bảo lạc. Thì trên bóng bảo lạc này nó sẽ có hai chân, hai chân và có liên kết với cái dây dẫn, hai dây dẫn này. Đấy, đây thầy lấy cái đồng hồ chỉ cho nó dễ, cái ngón tay đây nhá, đây là cái điểm tiếp xúc của bóng này. Đấy, thế thì cái phương pháp xác định thứ nhất là ta có thể sử dụng đồng hồ đo thông mạch. Thì khi sử dụng đồng hồ đo thông mạch thì các em bật đồng hồ với lớp x1 và x10, x1 hoặc x10 nhé, các em nhìn cho thầy. Sau đó các em kiểm tra lại tình trạng của đồng hồ cho thầy, chạm hai que đo lại, quan sát kỳ nên là ok. Ở đây mình không đo trở thì mình không cần phải sử dụng chỉnh được, còn nếu các em muốn chỉnh thì các em chỉnh về đây chưa. Đấy, sau đó ta sẽ thực hiện như sau. Cái thứ nhất là ta lấy một đầu kim đồng hồ, một đầu kim đồng hồ nha. Đây, cái thứ nhất ta sẽ lấy một đầu kim đồng hồ, các em nhìn này, liên kết với cả một trong hai cái chân, nghĩa là lần lượt một trong cái hai chân bóng này. Sau đó cái đầu kim đồng hồ còn lại sẽ liên kết với cái sắc nguồn, các em nhìn cái sắc nguồn chưa. Đấy, thì ở trên này có một số bóng nó sẽ được lối chung, một số chân nó sẽ được lối chung nhé. Do vậy các em lưu ý cho thầy, thì các em nhìn đây, thầy để cái thứ nhất đây, thầy sẽ đưa cái rắc thứ nhất đây. Và quan sát đồng hồ nha, cái thứ nhất là cái rắc thứ nhất không kim đồng hồ không lên này, rắc thứ hai có một chân lên, một chân lên đây, các em nhìn cho thầy. Đấy, đây các chân còn lại cũng không thấy lên nhé. Đấy, thì đây chính là chân bóng bảo lạc thứ nhất. Thì các em sẽ lần theo cái rắc dây này, đưa xuống cái phía dưới này. Thì các em phải nhớ, cái nhớ ở đây thì một là em nhớ màu dây, thì đây là dây chân màu trắng nhé. Nhìn đây gọi trắng, nó thực ra nó màu vàng này, vàng vàng nhạt đấy. Đấy, thì ta tìm được chân thứ nhất này. Còn chân thứ hai, chân thứ hai đấy, thì ta sẽ thực hiện đo với các chân. Đây, các em nhìn, khi ta đo với các chân thì các em lưu ý anh này lên này, có lên nhưng mà lại trở rất lớn nha các em. Bởi vì cái chân này sẽ thực hiện đấu chung với một số đây này, số bóng này. Nên bởi vì ở đây ta vẫn còn các bóng nha các em. Chưa? Nếu cái chân nào mà có trở lớn, cái nào có chân trở lớn thì không phải nha các em. Đấy, ở đây mình đã đo đã có hai con chân có trở lớn rồi nha. Tiếp này, đây anh này cũng có trở lớn nha. Các em đo là các em có tìm chân nào mà có giá trị trở nhỏ nhất thì các em lấy. Cái này là mình đang xung điện sẽ có điện áp nhé. Đây, cái chân cuối cùng này là có giá trị trở nhỏ nhất này, thì ta sẽ lấy chính chân này là chân bóng còn lại. Đây, chân bóng còn lại này các em nhìn. Được chưa? Đấy, đấy là cái thứ nhất là sử dụng đồng hồ đo thông mạch. Cái thứ hai là ta có thể lần theo mạch ở trên bảng tâm lô. Lần theo mạch trên bảng tâm lô thì các em nhìn cho thầy, đây là chân bóng nhé. Thì chân bóng này sẽ liên kết với cái mạch đây này. Mạch này nó được tráng bằng một lớp đồng mỏng và được làm ở trên một cái tấm nhựa phíp này, tấm nhựa phíp này tráng rất mỏng. Đấy, do vậy các em có thể thực hiện là ta sẽ cứ lần theo cái vị trí chân này, các em nhìn cho thầy, các em lần này, đây nha, ta sang tận đây này, nó đấu chung rất chi là nhiều chi tiết đấy. Đây, chân đấu chung này. Do vậy cái chân đấu chung này thì các em lưu ý là cứ chân nào mà đấu chung nhiều thì là thường là được lối với chân IG của ổ khóa, được lối chân IG của ổ khóa. Bởi vì khi ta bật ổ khóa nước on lên thì nguồn sẽ cấp cho một số thiết bị làm việc. Còn cái chân N của các em ấy, mà cái chân bóng mà lối với chân N nó chỉ độc nhất một chân là chân khiển âm. Còn chân nối với ổ khóa nó chính là chân được khiển dương, nghĩa là bật ổ khóa nên là có dương ở chỗ này. Đấy, các em nên nhớ cho thầy nhé, bật ổ khóa là có dương chỗ này. Thì ở đây nó liên kết rất nhiều chân các em, sang cả các bóng còn lại đây này. Đây. Đấy, sang đến bóng thứ đây nhá, sau đó tiếp lên đây này. Qua đây này. Đấy, lên lên đây. Chính là cái chân mình để ta tìm được đây các em. Đây, họ lên lên đây chính là chân này này. Là cái chân mình để ta tìm được đây. Thấy chưa? Đấy, đây. Chân màu xanh nhá. Chân cuối cùng này các em này. Để chứng minh đây, thầy lại đo lại cho các em chứng minh này. Thầy sẽ cắm một chân đồng hồ lại này.
Đấy, và thầy đo vào đúng cái chân này có giá trị trở nhỏ chưa, ok chưa? Thì đấy là cái mà các em nhớ cho thầy, thầy chứng minh lại đây nhé. Còn hướng dẫn các em đo bằng đồng hồ rồi, tương tự như vậy. Còn chân còn lại của bóng, chân còn lại của bóng đây, các em nhìn đi đây, đi từ chỗ này nhá, lên đây, qua một con diode đây, à xin lỗi, qua một con tụ đây, con tụ này bị hỏng rồi nhé. Đây, nhưng do cái mạch này nó bị hỏng nên nên thầy sẽ thực hiện câu một sợi dây khác đây, cái mạch này. Thế tại sao cái mạch này hỏng thì thầy nói luôn là trong quá trình mà các em thực hiện đấu mà chỉ nhầm chân thôi hoặc là đánh chập chân, chập dây thì nó sẽ làm cho cái vỉ mạch này cháy hết luôn như thế này này, các em nhìn, cháy hết luôn. Đấy, bởi vì ở đây nó chỉ gọi là một lớp đồng mỏng thôi nhé. Thấy chưa? Thì các em nhìn dây này, nó lần này, nếu mà dây theo nguyên bản đây màu trắng này nhá, nhưng bị cháy rồi, nhưng mà thầy câu đây nhá, lên đúng vị trí chân màu vàng này. Thì cách nhầm chân này nó rất dễ. Bởi vì sao ta không cần phải sử dụng đồng hồ mà ta chỉ tháo bóng ra hoặc không tháo bóng cũng được, ta cứ thấy cái vị trí đây liên kết với bóng thì ta sẽ thực hiện lần theo, đã tìm được ra chân luôn. Đấy. Và tất cả các chân này thì thầy sẽ đưa vào một cái cầu lối, đưa cầu lối đây. Sau đó thầy đưa về phía cầu lối phía trước của mô hình. Đấy. Đưa về phía trước của mô hình. Thì thầy đã đánh dấu ở bên phía trước, thì sau đây thầy mời các em về phía mô hình để hướng dẫn các em cách đấu mạch sau khi xác định chân. Thì mời các em quan sát vào đây, thì ở đây vị trí là các cái vị trí cầu lối mà thầy đã thực hiện nối từ, ví dụ như cái thứ nhất là từ bóng táp lô, thầy đã lối xuống thế này và thầy đã đánh dấu cái hình ắc quy. Do vậy hai cái chân cuối cùng chính là hai chân bóng báo táp lô nhé. Đấy. Còn hai chân ở phía dưới thầy cũng đã đánh dấu, trong đó sẽ có chân IG, chân N, chân IG và chân N nhé. Đấy. Và như vừa nãy thầy đã nói là thầy đã liên kết cái rắc cắm đấy, vừa nãy là liên kết trên cái cầu lối của bằng táp lô, à xin lỗi, cầu lối ở trên mô hình thì chính là hai cái chân đấy. Thầy đưa về đây. Thì đây là cái mà các em nên nhớ cho thầy nhé, là các vị trí chân. Do vậy lúc này thầy sẽ hướng dẫn các em đấu mạch. Thì đấu mạch ở đây thì đối với bình ắc quy thì thầy đã xung điện rồi. Và trong quá trình mạch này phải qua ổ khóa điện. Qua ổ khóa điện. Thì như hôm trước thì các em lưu ý là ổ khóa điện thì mình đã xác định chân rồi. Thì thầy đã đánh dấu hết đây. Thì ở đây chân AM chính là chân nối dương của ắc quy, thì ở đây có vị trí dương đây, dấu cộng đây. Chân IG là chân nguồn ra khi bật ổ khóa ở lớp on. Do vậy tí nữa các em đấu thì thực hiện là đấu chân IG với IG của IC máy phát đấy, nghĩa là đấu với máy chân của máy phát này. Còn chân N các em sẽ thực hiện đấu với cả chân bóng báo, và chân bóng báo còn lại em muốn đấu một chân với IG của ổ khóa. Thì mời các em quan sát. Cái thứ nhất là thầy sẽ cấp nguồn cho ổ khóa là chân AM. Thì mình sẽ cấp nguồn dương đây nhá. Đây, đây chính là chân điện dương đây. Cái thứ hai là chân IG của ổ khóa. Các em nhìn chân IG của ổ khóa này nhé. Đây. Đấy. Thì ta sẽ cấp nguồn cho chân IG của máy phát và đồng thời cấp nguồn cho chân bóng báo. Lạc. Thì ở đây thầy sẽ chập hai chân lại với nhau này để làm cầu lối luôn nhé. Đây chân IG của ổ khóa đây. Đấu với IG của máy phát đây, hay gọi là tiết chế IC đấy. Đồng thời nối với cả một chân bóng báo lạc trên bảng táp lô. Còn chân bóng báo lạc còn lại sẽ được nối với chân N của máy phát. Ừ.
Thế thì thầy đã thực hiện đấu xong cái mạch rồi, đấu xong cái mạch hệ thống lạp. Để hệ thống lạp làm việc được như ở trên xe thì cái máy phát điện này sẽ được dẫn động nhờ vào trục cơ thông qua một cái dây cu loa. Thì khi động cơ nổ thì sẽ kéo cái trục rotor của máy phát hoạt động, do vậy máy phát này sẽ phát ra điện. Nhưng ở trên mô hình của thầy không sử dụng động cơ được, do vậy thầy phải sử dụng một cái động cơ điện, hay còn gọi là cái motor điện này. Thế thì dùng cái motor điện này để thực hiện kéo cái máy phát này hoạt động, kéo máy phát hoạt động này. Do vậy khi thầy chưa điều khiển cái motor này hoạt động, chưa điều khiển motor này hoạt động nhá, thì mà thầy bật ổ khóa ở vị trí nước on thì đèn báo lạp của thầy sẽ lổi sáng. Còn khi thầy cho motor hoạt động thì motor sẽ kéo cái máy phát này, thì đèn báo lạp ở trên bảng táp lô của thầy sẽ phải tắt. Để chứng minh được cái điều đấy thì sau đây mời các em quan sát lên cái bảng táp lô để thầy thực hiện trong quá trình điều khiển. Đây, cái thứ nhất là thầy bật ổ khóa ở lock on, thì các em quan sát cho thầy, đèn báo lạp sáng nha. Nhưng ở đây lúc này máy phát của thầy chưa hoạt động thì đèn báo lạp này phải sáng. Còn khi máy phát của thầy hoạt động thì đèn báo lạp này phải tắt đi, thì nó sẽ chứng minh cho cái máy phát của thầy đang hoạt động, nghĩa là phát ra điện. Thế để chứng minh điều đó thì lúc này thầy phải cắm motor, cho motor hoạt động. Thì các em nhìn trên bảng táp lô này, nếu đèn báo lạp của thầy mà tắt đi thì chứng tỏ là máy phát hoạt động nhé. Thế thì sau khi thầy cắm máy phát, sau khi thầy cho máy phát hoạt động rồi mà đèn báo lạp thầy tắt, thì thầy chứng minh có phát được điện được nữa hay không, thì thầy sẽ có thể rút bình ắc quy ra. Sau đó thầy điều khiển một thiết bị ở trên mô hình làm việc. Nếu thiết bị đấy hoạt động thì chứng tỏ là máy phát của thầy đang hoạt động, nghĩa là đang phát được điện bình thường, lúc này là không sử dụng cái điện bình ắc quy nữa. Đây, thì để chứng minh điều đó thì cái thứ nhất là thầy sẽ cắm motor này, xem đèn báo lạp tắt nha, và rút bình để điều khiển phụ tải hoạt động. Thì mời các em quan sát trên bảng táp lô cho thầy nha. Đấy, thì lúc này đèn báo lạp của thầy đã tắt rồi đây này nhé. Đèn báo lạp của thầy đã tắt đây. Yeah. Thế để chứng minh được, lúc này thầy rút bình ắc quy, bình ắc quy này, và thầy sẽ điều khiển một phụ tải làm việc. Cái gì nữa thầy? Đấy. Thế thì đấy là cái chứng minh cho các em thấy là máy phát của thầy nó hoạt động bình thường, máy phát của thầy hoạt động bình thường. Thế thì trong quá trình làm việc thì ở đây thì các em lưu ý là khi thầy bật rút cực bình rồi, nhưng thầy điều khiển cái hệ thống nâng hạ kính, hệ thống nâng hạ kính vẫn làm việc, thì đấy là chứng minh cho cái máy phát của thầy hoạt động. Và cái thứ hai là đèn báo lạp của thầy nó đã tắt nhé. Thì đấy là cái thầy đã hướng dẫn các em cách đấu mạch này, và cũng kiểm tra tình trạng luôn của máy phát hoạt động như thế nào. Thì đấy là cái bài hôm nay. Mong rằng các em sẽ, sau khi học bài này, các em sẽ đấu được mạch này và thực hiện những cái công đoạn.